Hello, xin Hello. chào cả nhà. Hiện tại Thủy đang ở xóm Đình, xã Xuân Hương, và bên cạnh mình đó là một cô có Cô Hồng. thể cô Hồng ạ. Con năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô 47. Vâng, thế cô là bị như cô chia sẻ là cô bị Ung ung thư tử thư cung. tử cung đấy, và Đoạn 2. giai đoạn 2, và cô chú ấy cũng chia sẻ là lúc mà chưa uống sản phẩm Sivri thì có nghĩa là cả làng biết là đều hai tay hai bên là hai người xốc lách, có nghĩa là người mà tất cả mọi người đều nghĩ là cô đi, Sắp chết, có đều nghĩa là là chết đấy, mọi người có thể thấy rằng là cả làng nghĩ là cô ấy nhìn thế này chắc chỉ có chết chứ không thể sống được như ngày hôm nay. Cô ấy chỉ với uống có mấy triệu sản phẩm tiền của Siberi thôi đó, có mấy triệu thôi mà mọi người biết không ạ, sau khi mà uống sản phẩm Siberi vào cô đã có thể đi bệnh viện về một cái là chồng sới hết 2 ngày mấy xào khoai lang của cô ba rào đó. Và ở đây là đây còn cô còn chưa được ra viện ấy. đấy Đấy gọi là về nghỉ ngơi đấy như là lúc nào mình bình thường qua kia đấy. Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Đó thì mình muốn là live stream trực tiếp để cho mọi người có thể thấy được rằng là mình chia sẻ bằng tất cả những cái tấm lòng từ trái tim đến trái tim, và mình cũng mong rằng là tất cả chúng ta đều cũng mở lòng trải nghiệm sản phẩm, mà cũng như là để cùng nhau nối dài dang rộng những cánh tay để giúp đồng bào đấy lấy lại một cái sức khỏe. Cô ốm như thế không làm ăn gì cả, rất là vất vả, mà trong khi đấy lợn thì nuôi bao nhiêu đàn à cô? Cô nuôi có ba đàn à, vừa rồi bán đàn lợn thịt rồi Mà là tất cả 3 đàn là mấy chục con ạ? lúc đấy là năm mươi mười con đó, mọi năm người có thể nghe thấy là tất cả 3 đàn là 55 con, và cũng như là cô trồng rất là nhiều, làm hoa màu rất là nhiều, và khi mà bị bệnh như thế mà chưa được nghỉ nhá, mới là về có nghĩa là dưỡng sức thôi chứ cũng phải không phải là ấy. Mà chưa chưa được ra viện đấy gọi là chưa được về nghỉ, bác sĩ cho về nghỉ một tháng chưa cả ra viện mà có mà trong vòng 2 ngày trồng hết 3 xào khoai lang, thế mọi người thấy là nếu như một người bình thường có làm còn chưa chắc đã làm được cái điều đó, vậy mà với một cái người ung thư giai đoạn 2 như vậy có thể làm được, thì bạn thấy rằng là cái sản phẩm nó có tuyệt vời không ạ? Và đây là tất cả những cái dòng sản phẩm CBD mà mà Thủy đã giúp được cho cô Hồng đó, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng đó. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Thủy để tìm hiểu sâu hơn, cũng như là để trải nghiệm sản phẩm để chúng ta cùng nhau đấy, có một cái cơ hội giúp cho đồng bào dân tộc của mình được phục hồi sức khỏe. Nếu như một sản phẩm tốt nếu chúng ta không chia sẻ thì cũng không ai người ta biết, đúng không ạ? Thì không ai biết đó, giống như là Đức Phật cũng vậy thôi, nếu như không đi chia sẻ, không đi lan tỏa, không đi truyền giáo thì ngày hôm nay cũng không thể nào mà có chùa chiền được, đúng không ạ? Đó, và chúng ta muốn làm cho cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn thì hãy inbox kết nối sâu với Thủy để chúng ta cùng nhau làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn đó. Và bản thân mình vô cùng là xúc động khi mà nghe những cái câu chuyện của chú ấy. Chú là một cái người cũng bị tiểu đường rất là nặng, nhưng mà sau khi trải nghiệm sử dụng sản phẩm Sivadi thì chú rất là khỏe mạnh, và chú ấy rất là tự hào cũng như là giới thiệu rất là nhiều người xung quanh họ hàng đều sử dụng sản phẩm đó. Và cháu cảm ơn cô Hồng rất là nhiều đấy, và cô chúc cô mau khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.